Hello, quý miền Tây chào các bạn nha. Hôm nay mình không có đồ ăn, mình xuống hầm mình bắt cá, giờ mình lẩu cháo cá ăn nha các bạn. Đây để mình quay cảnh cái dàn sứ vòng vòng nhà mình nha. Đây. Quà sứ. Trời ơi. Kìa kìa kìa. Kìa 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 kìa, nó lóc lên kìa. Ông giật lại con cá hay sao? Trời ơi trời. Dính được con cá à các bạn ơi. Ôi. Cá chào bá luôn. Chúng mình về mình làm thịt cá này, mình lẩu làm lẩu cháo cá vậy các bạn. Biết không? Cá này khoảng 3 kg nha các bạn. Cá mình lội xuống ao nhà mình bắt nha các bạn, giấc này mình mới về thịt xong nha các bạn. Đây mình thịt xong cái chút mình vô mình thái da, cái mình ốp cái thịt nữa, mình ốp còn cái đầu với cái xương nữa mình chặt ra mình nấu nước ngọt. Mình làm lẩu cháo cá. Đây cá mình mới vừa thịt xong đây. Lúc mình mặn mình không dám cho các bạn thấy nha các bạn. Cá cha này nó máu không nha các bạn. Đây mình thịt xong rồi nè. Đây mình nay mình không có đồ ăn, mình đi xuống hầm mình bắt. Cá làm xong rồi bắt đầu mình thái dai các bạn. Đây mình dao bồng tơi rồi cái mình mua về mình nhúng ăn với lẩu cháo, còn chút nữa mình ra đám cải thì mình hái. Đang hái cá nha các bạn. Đây mình thái cá là ê, bỏ này cái phần sát da. Thái da sát da mình ớt. Cái đầu mình chặt với cái xương mình cháy hành mỡ hành rồi làm nước ngọt. Đây, bỏ đây chút mình ớt. Cái này chút mình chặt nước ngọt nấu nước ngọt. Chà các bạn. Đó dạ.
Đây mình thái ra được một thau nha các bạn, cá bự quá ăn không hết nha các bạn. Còn cái này thì mình bỏ vô tủ lạnh lại nha các bạn, mình ăn không hết nha các bạn. Đây nhà mình ít ít người, nhà mình có 3-4 người à. Và còn đây là nguyên bộ xương khô này, cái mình sẽ chặt ra cái mình nấu nước ngọt. Với cái đầu lấy làm nấu nước ngọt. Rồi mình chặt ra. Rồi cá nãy xong cái mình ướp nha các bạn. Cá này mình mới vừa thái ra xong nè. Bây giờ mình cho đường vô. Cho vừa ăn con cá. Rồi, còn bên đây là cá này mình để mình nấu nước ngọt. Cái xương này mình nấu nấu trước, cái xương mình mới chặt ra. Cái mình chút đường vô nấu. Cá rồi. Cái mình cho hành vô. Giờ cái mình cho muối vô nha các bạn. Đây đây bịch ngọt. Mình cho ăn miếng thịt ngọt cho vừa ăn nha các bạn. Thịt ngọt nhiều quá ăn cũng không tốt. Cho cái mình trộn đều lên. Con cá cái thịt này nãy mình thái mình bỏ vô tủ lạnh hết nửa con này, nhiều quá ăn không hết. Tại nhà mình ít người. Rồi một cái mình chọn này cho đều lên, cho thắng cái chút cái mình cháy. Mình làm lẩu cháo cá. Rồi. Để cho thấm chút cái mình cháy. Đây, đây mình mà mình nấu 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 cháo đây, đây là mình chút mình làm lẩu cháo cá nha các bạn. Hôm nay mình muốn bệnh quá mình không có ra ngoài mình nấu được, mình nấu trong nhà đi. Đây, mình nấu cháo chút nữa mình làm lẩu cháo cá đó. Đấy, cái mình cho thau cá vô các bạn, cá mình mới cái xương này mình nấu làm cái nước ngọt thôi mình để cho mà cháo. Còn cá nạc hay nạc mình thái ra chút nữa mình để lên bếp mình ăn, mình bỏ vô mình nhúng. Đổ nước vô nha các bạn. Nấu cho nó sôi chút nữa làm nước. Cái này cho nó sôi chín luôn cái mình thả vào cái nồi cháo trắng nãy mình nấu đó. Làm nước ngọt làm lẩu cháo cá. Cái mình nấy nè các bạn. Mình chuẩn bị mình ăn nha. Cá mình thái hồi nãy này nha.
Đây là dai mồng tơi. Đây nước ngọt này, nồi nồi cá nước ngọt này còn bên kia nữa nha các bạn, nhiều lắm. Dán là mình múc cháo bỏ vô cái nồi xương nãy mình nấu nước lẩu đó nha các bạn. Đây là lẩu cho cá ăn vậy nha các bạn. Cái chút mình thả vào nè, ba cái cải mình trồng hồi trước nè, mình há vô năng nè, với cuộn ngót chắc là đang chuẩn bị ăn. Đây cá mình mới thả vô nè, bỏ vô miếng cá nạc vô luôn, đồ qua bên này. Đây, ép cá bỏ vô. Ê, ông đừng đùa cái cá. Bỏ cá nạc vô. Rồi. Đây, mình ăn, chuẩn bị ăn nha các bạn. Mình chuẩn bị ăn nha các bạn. Đây. Đây cả nhà mình có nhiều người đó nha các bạn. Nhà tô để xương. Dạ. Mi ơi. Mi ơi. Mẹ con. Mi nhà. Vô ăn hãy ra ngoài đường chứ dạ. Mời cả nhà miếng cá. Mình chấm với muối ớt đi nên. Ngon quá. Đồ đi. Hết ga hay gì ta? Dạ hết ga, tao biết tao lấy cái ga nè. Tại vì cái đó còn chậm cho nó hết. Bật lên, bật lên, bật lên để mày thử. Ngon quá các bạn ơi. Cũng bỏ rồi. Đừng có vào đây nè. Mày cái gì miếng cá? Dạ, cái nồi con. Dạ, không có, quay nó không có dính con, chú ngồi ăn đi. Chú ngồi đi, nó không có dính. Nó ngon quá các bạn. Dính là mà dính, phải con ngồi đó mới dính, ngồi đây là không có dính. Nè. Đi vô. Ăn cá rồi mà giúp cá. Cá mòn lắm. Đừng lại cái chén này. Chưa tắt hả? Mày có chén chưa? Để cháo vô riêng đi. Mình muốn thôi mà để vô đó. Mà cà rốt không vậy? Đâu có cà rốt thôi. Sao bỏ cái đó? Rồi ăn đi, tao lấy cho. Bỏ nhìn coi cho mình nhúng nha các bạn. Ngon. Mình cuốn nó ngon quá. Mời cả nhà miếng cá nha. Ngon quá. Cái này cái gì vậy? Bóng bóng. Nó cho nó vào 4 cây, còn nhỏ 3 cây, còn 2 cây kia đó vậy. Cái cải gì cũng thường vậy. Ăn cá là mọi người cá được rồi.
Cái chén nó ăn lắm đấy. Dán em vô. Mời cả nhà miếng cá. Ngon quá. Mời cả nhà. Nước đá chạy đường này uống được không? Cá nạc nhé, bà ăn thương nè. Nước đá chạy đường. Rồi mình thả cá vô, cá hồi nãy mình thấy là này các bạn, mình thả vô nó nha các bạn. Rồi mình ăn. Cá chín bên đây rồi. Lấy nhậu chảy nước ra. Dùng cái mình ngắt một tay bỏ vô chén trước kìa. Cái mình múc cháo rồi cho nó mau nguội. Bạn nóng quá. Quê ở Bắc còn 2 cái mấy. Sườn quá mình nhắc cho nó. Mời cả nhà. Quý mình tay xin kết thúc clip ở đây, các bạn xem nhé, thấy hay nhớ chia sẻ và ủng hộ cho mình nhé, để mình có động lực làm nhiều clip tiếp theo cho các bạn xem. Quý mình tay chào các bạn.